này anh cưới em, anh nhất định anh phải cầu hôn em nghe chưa? Rồi, anh ok rồi. Tới ngày 30 tháng 4 năm nay con cưới, là ngày 29 ảnh qua. Ảnh qua trước một đêm. Ảnh đang mặc cái quần xà lỏng mà xà lỏng ngắn chỗ này mà xà lỏng ở nhà á cô. Ở cần nữa. Dạ con đang đang bận cái bộ đồ ngủ nhìn ghê lắm, ảnh bèo nhèo. Ở nhà con bận đồ bèo nhèo lắm. Con đang tính nói là em muốn làm vợ anh xong chưa, hết chửi mặt con quá trời cũng chưa kịp nói nữa. Có một lần ảnh nói xạo con. Ảnh đi câu cá tới nỗi mà ổng mất chiếc xe luôn. Ổng điện con, em ơi chuyển cho anh mấy trăm anh đi xe ôm về. Em hỏi con mới hỏi là ủa tại sao anh nói dốc, anh nói dốc với con là anh đi làm, anh vô quán cơm anh ăn, anh đi toilet thôi, ở ngoài người ta lấy xe của anh. Và sau này con về nhà chồng con, mẹ chồng con nói nó đang nói chuyện với mấy cô gì là thằng Tuấn nó đi câu cá về nó bị mất cái xe. Rồi lúc đó con mới nổi sùng lên, nó tại sao lại nói dốc em, tại sợ em chửi. À, đồng tiền. Tôi có thấy... trời ơi kia nữa kìa. Em có thấy những con số ở trên em dòm đi đâu mà em thấy, em dòm cái gì mà em thấy con số? Không phải chị. Tại sao nó... chị chưa thấy mà em đã thấy chị rồi. Chị ơi nó lồ lộ trước mặt em luôn chị. Em những ai mà xăm trên có cà lông. Ơi, những cái con số là bao giờ em phải nhìn rõ. Có phải đây là cái số năm mà các bạn quen nhau không? Dạ không. Chết rớt nữa. Tôi đã nói giờ... là làm ông mụ đi. Xin mời hai xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nhé. Dạ chú em. Dạ con tên là Diễm Hằng. Năm nay con 23 tuổi và con làm nhân viên phòng thí nghiệm của một công ty đế giày ạ. Rồi chào Diễm Hằng. Thế rồi con. Dạ con chào cô Hồng Vân, chú Quốc Hận, chào cái ekip ạ. Con tên là Lê Thanh Tuấn, hôm nay con 27 tuổi. Hiện tại con đang làm nhân viên giao hàng cho một công ty hóa chất ạ. Trời ơi, không vậy bên đây trong phòng thí nghiệm nó cũng hóa chất dữ lắm á. Ừ. Bên này cũng làm mà giao hàng. Sao nào, hai đứa quen nhau sao? Dạ thực tế là con ở cách nhà chồng con khoảng 25 cây lận. Hai đứa không có kết bạn gì với nhau trên mạng xã hội gì hết á. Dạ con ở Củ Chi. Con thì con có chơi chung với một nhóm bạn, trong đó có một người anh. Người anh đó lại là bạn học chung của chồng con. Hôm đó là ngày đám giỗ nên ảnh mời con xuống tới dưới, nên xuống dưới nên gặp chồng con. Mà ấn tượng là một cái bàn người ta toàn con trai không mà có mình con gái con ngồi đó, mà con cũng nhậu nữa, mà có mình ảnh ngồi, anh không có nhậu, anh ngồi nó hơn con chó gì á. Con nghĩ con nhìn con tưởng ông này bê đê hàng sao á, cái con cũng không để ý nhiều nữa. Dạ. Sao nữa? Còn con có ấn tượng gì về Diễm Hằng không? Con vô thấy vợ con lúc đó cũng đẹp gái lắm, thấy thích vợ lắm, thích những người mẫu người cá tính giống vợ con vậy. Con gái mà con chạy center, con mặc nguyên bộ đồ đen, con chạy center, con chạy vô á. Là đúng gu luôn. Dạ. Và sau đó làm sao mà hai đứa mới tiếp cận được với nhau? Sau đó thì về ổng nhắn tin cho cái anh đó, ổng nói là ổng khen con dễ thương hay sao đó. Xong rồi ổng mới xin Facebook, mà cái lúc đó là con đang bị thất tình. Con quen người trước 3 năm xong con bị thất tình. Cái thời gian đó là con đăng toàn status buồn không à. Ông không dám vô nhắn tin. Sau này tới đám cưới của anh bạn đó mới gặp một lần nữa. Xong rồi về ổng mới nhắn tin. Lúc đó là con đang bị bệnh nữa. Mà con mặt con lúc nào cũng buồn hết trơn á. Về nhắn tin nói sao hôm nay em buồn dữ vậy. Là ổng mới bắt đầu bắt chuyện con, mà là một tháng sau mới bắt chuyện với con như vậy. Cái lần đầu con nhìn thấy ổng ôm con chó, em nghi vấn về giới tính của ảnh á. Thì đến khi nào con mới gạt bỏ cái việc gọi là con nghi ngờ về giới tính của ổng? Con nghe bạn bè ổng kể là đã có quen con gái rồi cho nên mới gạt bỏ được. Có nghĩa là cũng phải tìm hiểu người ta cho nên mới nghe bạn bè nói. Dạ đúng rồi. Sau đó khoảng 2 ngày ổng rủ con đi xem phim. Mà lần đầu tiên xem phim thì con cũng ngại lắm. Con cũng dắt theo nhỏ bạn thân con nữa. Con ngồi giữa nè, bạn con ngồi cái bên đây, rồi ổng ngồi đây nè, đâu dám làm gì đâu, ngồi coi phim không mà. Sau đó là ổng mới hẹn riêng con đi coi phim một lần nữa. Chắc là lần này có nhắn tin riêng, em ơi đừng dẫn ai theo những gì. Dạ không, ổng nhắn là hai đứa mình đi coi phim đi. Lúc đó là ổng có phim rất là hay nên là ổng dắt đi. Mon men có khoảng gần hết phim, ổng mới giả bộ ổng quay qua ổng nắm cái tay gì nè. Con, trời ơi, ngồi kế bên một người con gái mà mình say đắm như vậy mà sao con nhát quá vậy? Trẻ. Ngại cô. Vậy hả? Mới gặp. Bộ phim đó chắc tới giờ con không nhớ đâu đúng không? Lo liên điếc nhìn bả không ạ? Rồi cái mãnh lực nào mà để cho con có thể con dám nắm tay ở gần cuối phim? Làm liều cô. Nắm chứ. Làm liều hả? Dạ. Rồi sao nữa, nắm kể rồi coi. Sao? Cái thái độ của em ấy sao? Con nắm sao nghe im re à. Lúc đó là con nắm chắc luôn. Dạ. Im mà nắm tay vậy thôi tới cuối buổi phim luôn. Rồi có thừa nước đục thả câu, thơm lên má em ấy một nụ hôn. Chưa dám. Sao đêm đó là bắt đầu tỏ tình con luôn á chú. Chẳng trọn luôn. Dạ. Đúng rồi. Nhưng mà hôm đó là yêu gì con tỏ tình kiểu gì? Con tỏ tình sao? Sau lúc đó con hỏi là có em có còn dám yêu ai nữa không? Xong rồi con mới dám tỏ tình. Mà lúc đó hình như là vợ con chưa có chấp nhận, nói là chỉ trước mới làm bạn thôi. Lúc đó con cũng nghe cũng buồn lắm. Nhưng mà tự nhiên về sau đấy, qua ngày sau cái bắt đầu cũng nhắn tin, về sau cũng yêu luôn. Ồ vậy nhưng hả? Mà tại sao trong một đêm con lại có một cái thay đổi quyết định như vậy? Tại con thấy cũng thích anh này. Khi ảnh tỏ tình cái con giả bộ làm giá cô. Con làm giá con chưa chịu. Qua bữa sau con thấy lỡ mà làm giá quá rồi ổng quay lưng ảnh bỏ đi, cái mình không có bạn trai luôn. Hụt sao hổng luôn. Dạ. Đúng không? Nên là con chịu luôn. Tỏ tình qua tin nhắn. Dạ. Rồi đến khi tỏ tình mà
bằng hình thức á, nghĩa là trực tiếp luôn thì nó như thế nào? Thưa dắt đi coi phim á, mấy cái phim mà tình cảm lãng mạn có cảnh cầu hôn á cô, cái ông nói anh sau này anh cưới em anh nhất định anh phải cầu hôn em nghe cho. Rồi anh ok rồi, tới ngày 30 tháng 4 năm nay con cưới là ngày 29 ảnh qua trước một đêm. Ảnh đang mặc cái quần xà lỏng mà xà lỏng ngắn kiểu này mà xà lỏng ở nhà á cô, dải không? Ở trần nữa. Gặp con đang đang bận cái bộ đồ ngủ nhìn ghê lắm, ảnh bèo nhèo, ở nhà con bận đồ bèo nhèo lắm. Bé này thì là mặc bộ đồ ngủ bèo nhèo. Ủa nhưng mà tại mãi tại vì phải chi nhà cặp vách á thì nó ở trần nó mặc quần xà lỏng không nói. Còn đằng này đi 20 mấy cây số mà mặc xà lỏng ở trần là sao? Tụi con đăng ký kết hôn 1 năm trước rồi, cho nên là ảnh hay qua ở lại nên là quen rồi. Rồi sao nữa, kể tiếp con nghe coi. Con đang lấy đồ đi tắm, đang đứng bên này nè. Ổng quay qua, ổng nói từ từ rồi đi tắm. Ổng lấy cái nhẫn ổng đeo ở sọt gì nè. Ổng nói năng, ổng quỳ xuống, ổng có nhành bông gì hết trơn. Cái con mới tức quá, con nói là thiệt thèm, không muốn nhận luôn á. Cái con bỏ con đi tắm luôn. Con không cần chồng con nói gì hết, là tính con nóng mà. Mà con cảm thấy cái đó sao mà chồng mình lãng xẹt như vậy mà không tin được luôn, là chồng mình nó lãng xẹt vậy luôn. Cái điều mà con mong chờ sẽ có một buổi lãng mạn cầu hôn đồ hoa và nến đồ, cuối cùng nó ra vậy con hơi chưa chấp nhận được. Con đang tính nói là em muốn làm vợ anh không, chưa hết chửi mặt con quá trời, cũng chưa kịp nói nữa. Thì mặc xà lỏng mặc xà lỏng ở trần mà xà lỏng ở trần đúng không, rồi đã cầu hôn trước khi đi tắm. Có khoảng là quen được 3 tháng á cô, con đi nhậu với bạn mà không có ông này, mà con đi nhậu tới khoảng 11 giờ rồi. Con về con nhắn tin ông này, nói anh ơi em xỉn quá, anh qua anh ôm em ngủ đi. Con cũng nói giỡn, tại cũng khuya quá rồi. Ông này mê gái, chạy qua thiệt luôn. 20 mấy cây luôn số. Trời ơi sao qua à, cơ hội mà đúng không? Mình nhớ đó là tại nhà của con luôn. Không, ông qua ông chở con đi nhà nghỉ. Con nhớ con chạy qua đó là lúc cũng 11 giờ mấy, gần 12 giờ khuya rồi. Rồi sáng hôm sau khi con về nhà, phụ huynh có hỏi han tại sao con đi không về không? Mẹ con không biết, sáng sớm là mẹ con đi chợ sớm á, nên là con về là mẹ con đâu biết đâu, là con hay đồ con đi làm mất tiêu rồi. Bữa nay chị biết nha chị ơi. Bữa nay là chị biết là đó, bữa đó là chị đi sớm quá đó. Rồi sau đó chắc lẽ là đều đúng không? Dạ. Sao Tứ? Dạ. Cái đêm đó thì cái cảm giác của con là sao? Lúc đó con cũng mới hình như là quen vợ không về, lúc đó cũng mới đi lính về mới ba tháng mấy à. Đó cũng lâu chưa tiếp xúc với lại con gái á, hơi bị yếu. Con nghĩ là chắc lâu quá mới đụng tới con gái hay sao á, mà không làm được có 1 phút à là xong rồi. Mà đêm đó là một hiệp hay mấy hiệp? Một cái duy nhất. Một hiệp duy nhất thôi. Nhưng mà bây giờ chú lính bản lĩnh chưa? Giờ hơi bản lĩnh rồi. Giờ ngon ha, bản lĩnh rồi, giờ hết chống chơi rồi. Giờ chơi với chú lính là hơi mệt nha. Rồi. Nhưng mà hai vợ chồng con có hay cãi nhau không? Toàn con chửi ảnh không mà ảnh im, ảnh ngồi ảnh cười y vậy á. Chỉ có một lần là tại con ghen quá thôi thì ổng nói lại này kia thôi. Lúc đó là ổng đi làm ở công ty trong kho hàng á, có một người quản lý á hay nhắn tin với ổng lắm, hỏi có người yêu chưa hay gì á. Ông này chắc nói chưa hay sao á, mà trên Facebook là con bắt là để hình của con, xong rồi bạn gái đó mới để lấy cái hình ảnh trên Facebook đem xuống hỏi con là ai. Ông này cũng nhây hay sao, ổng nói con là em gái mưa. Trời ơi, con đọc được con làm đung đung lên. Trời ơi, con đòi ly dị, con đòi chia tay, con đòi này kia hết. Lúc đó là cưới rồi. Lúc đó là tụi con chưa có cưới, tụi con đăng ký giấy kết hôn trước là do dịch đó. Phải giờ đám cưới là tới sau này mới cưới được. Mà đợt đó là con cãi lời đúng không? Dạ. Không phải là ý con nói, con chỉ giỡn thôi, con đi giỡn với chị đó thôi, tại chị đó biết con có bầu rồi. Con chỉ nói giỡn vậy thôi, mà ai ngờ vợ con đọc được. Trời ơi, về nhà làm trời làm đất ghê. Sao phải làm trời chứ ông giỡn hoài. Lúc dịch làm con bệnh tự nhiên, con bệnh dạ dày á thì đó là bình thường. Con bệnh dạ dày con uống thuốc, sau đó con bị nhiễm trùng đường tiểu á, là lúc đó là dịch á, ba mẹ cũng không có ai mà qua chăm được. Là lúc đó con đang ở nhà ảnh thì đi vô bệnh viện thì ảnh nuôi luôn. Con phát hiện ra con có một cái khối u ở đây. Lúc mà đi siêu âm về á, con khóc quá trời luôn. Ông này ngồi trong bệnh viện ngồi ông cười, mà ông không có an ủi. Em ơi em đừng khóc nữa, không sao đâu hay này cái gì kia. Tại sao con cười? Tại con nghĩ bây giờ khóc con khóc heo nó thảm quá. Được xíu lầm mà đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó là chưa biết. Gửi cái mẫu xét nghiệm cho bác sĩ cô là trong vòng 1 tuần đó là tối nào cũng đúng không? Con nhổ hoài không được, cái con mệt ráng cười. Dạ, nhưng mà lúc đó con có lo không? Dạ con lo chứ mà con lo ráng quá cười luôn. Nghĩ là cái nụ cười của bạn nó không đúng với cái hoàn cảnh. Không đúng hoàn cảnh đó em, cứ gặp chị là chị bị điên luôn á. Chị đang bị sức nặng vậy mà chồng chị cứ cười hành khạch thì là chị điên luôn á. Nhưng bây giờ là tất cả mọi thứ là ổn hết rồi phải không? Dạ ổn. Dạ. Về rồi về lấy nhau rồi sao, có lòi ra tật xấu gì không? Vợ con có tật xấu rồi trời, bừa bộn luôn. Trời ơi, đi làm về quần áo hay ra là giục trên giường vậy á.
Còn cái bàn trang điểm là con nói một ngàn thứ nằm trên chảnh, con dọn cái gen bây giờ như nó vậy á. Rồi còn gì nữa nè? Hay thả bơm nữa cơ. Trời ơi, tối nào về cũng thả bơm hết. Ôi cái đó coi như là sếp cho nó tốt bụng đi con. Tốt bụng đúng rồi. Nó tốt bụng đi, cái đó không phải thật xấu. Con coi cái đó là niềm vui của con đó, con chỉ thích thả bơm trước mặt chồng con thôi. Nhưng mà ổng thả lại không? Dạ không. Có đâu mà thả, đâu phải ai muốn thả thả đâu. Nóng tính như lắm, nhiều chuyện mà ví dụ như con muốn bàn một cái chuyện gì đó mà con biết trước cái kết quả là thế nào cũng chửi con. Nhưng con làm biến thôi, con không nói, con cứ để mà nói gì đó mình cứ cười cười. Dạ. Cái điều mà con mong muốn ở vợ con là cái gì? Con chỉ muốn vợ con bớt nóng tính, lại bớt trẻ con đi xíu thôi. Rồi ok, giờ tới con đó. Chồng con có tật xấu là ổng ngủ ngáy dữ lắm. Ổng nói là em cứ ngủ trước đi, anh ngủ chưa được đâu. Tắt điện thoại cái 30 giây sau khò liền. Rồi em ngủ. Ổng bơm con trong lòng vậy. Cái ổng ngáy trên đầu con vậy. Cái đó cũng cho vô một cái giống dạ. như là tốt bụng của con á. Wow. Dạ, coi như quê. Ừ. Với lại là chồng con không biết lãng mạn á cô. Có một lần anh nói xạo con. Ổng đi câu cá tới nỗi mà ổng mất chiếc xe luôn. Ổng điện con, em ơi chuyển cho anh mấy trăm, anh đi xe ôm về. Em hỏi con mới hỏi là ủa tại sao anh nói dốc, anh nói dốc với con là anh đi làm, anh vô quán cơm anh ăn, anh đi toilet xong ở ngoài người ta lấy xe của anh. Và sau này con về nhà chồng con, mẹ chồng con nói nó đang nói chuyện với mấy cô gì là thằng Tuấn nó đi câu cá về nó bị mất cái xe. Rồi lúc đó con mới nổi sùng lên, nó tại sao lại nói dốc em. Nó sợ em chữ. Nói chung là cũng sợ em. Dạ. Thì con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Chồng con biết lãng mạn hơn một chút xíu là được. Chồng con rất là yêu thương con, rất là quan tâm con, chăm sóc con tròn trịa lắm. Từ hồi con quen chồng con, con có 52kg à, giờ con lên tới 68kg lận. Nó có 2 năm rưỡi. Con thì ốm xuống. Trước con 65kg, giờ con còn có 60. Vợ cần cái sự lãng mạn là hoàn toàn cần thiết. Bởi vì phụ nữ mà con, ai cũng mong muốn là mình được làm công chúa, mình được làm hoàng hậu trong lòng chồng mình, công chúa trong lòng chồng mình, đúng không? Thì con đừng có ngại ngùng, con đừng có dại dột mà con nghĩ rằng làm nó mắc cỡ thế mồ, hoặc là cái đó nó bên ngoài quá, thế nó giả giả quá không thích làm, đừng. Nghe không? Dạ. Thôi bây giờ mình ứng dụng tại đây luôn chị à. Tuấn đi. Dạ. Đàn ông đúng rồi, đúng rồi. Bạn này phải làm có trước. Muốn chia sẻ cái điều gì với vợ mình hay không? Dạ hôm nay cũng là cũng một đời cô dâu chú rể. Anh cũng muốn cầu hôn em lại một lần nữa. Trời ơi. Trời ơi. Đứng lên đi. Trời ơi. Đó, dám nói nó không trời làm bạn. Quỳ nữa kìa. Trời ơi, trời ơi. Ngưỡng mộ quá. Em làm vợ anh nha. Ôi cưng chưa. Hộp em ơi, nhẫn hộp em ơi. Nó mặc vest chứ không còn mặc xà lõn nữa. Trời ơi, vest nè, đồ cưới nè, sao con nói gì với chồng đi con? Đây là lần đầu tiên chồng con làm điều lãng mạn đối với con nên con hơi bất ngờ chút xíu. Em cảm ơn chồng rất là nhiều và em rất là yêu chồng. Trời ơi, thôi, được không? Một cái đi nào, hôn nhẹ. Rồi. Con có bí mật gì với chồng con không? Dạ có hả? Có luôn hả? Hôm nay con có một món quà muốn tặng cho chồng của con. Lúc mới quen con, ảnh đeo cái đồng hồ á, ảnh đi xem phim với con á. Cái con định hỏi ảnh mấy giờ mà quay qua con thấy đồng hồ ổng chết rồi, không dám hỏi sợ ảnh quê. Từ đó tới sau ảnh hay đeo cái đồng hồ này, hoặc là ảnh mượn đồng hồ của em trai ảnh. Nên là bây giờ con muốn tặng cho chồng con một cái đồng hồ mới thật là đẹp. Dạ. Nhưng mà em muốn hỏi chồng là từ đó tới giờ em thấy đồng hồ hư mà tại sao hôm nay nó lại chạy được vậy chồng? Anh cũng biết lâu lâu nó chạy lại vậy. Nó mát mát vậy đó. Dạ, hả con? Cái đồng hồ này là của mẹ con tặng con. Muốn đeo nó vậy. Dạ. Vậy bây giờ anh có thể đeo đồng hồ của vợ anh tặng được chứ? Trời, hai người phụ nữ trong cuộc đời con tặng đồng hồ cho con, đó là tặng quỹ thời gian cho con đó. Hay quá. Nó ý nghĩa kinh khủng không? Đồng hồ không? Của mẹ. Trời, dễ thương không? Đừng đeo ngược nghe không? Coi như là tặng chồng cả thời gian của em đó. Đã. Thanh xuân của em thuộc về anh rồi. Trời ơi. Và kể từ bây giờ thời gian của em và của anh phải là của nhau. Ôi, chúc mừng hai bạn đã dành những cái bí mật, mà đây là những cái bí mật nó hết sức là quý giá. Dạ. Dành tặng cho nhau. Hay là chị với em xin chương trình cho mình nghỉ khoảng chừng chút xíu đi, cái để chị điện lên cho Ngọc Trí á. Chị điện cái chỗ mà áo xá sắc Việt á. Để mình mặc luôn, chị cũng mặc Nhật Bình, em mặc cái này gọi là áo gì nè? Áo tất á. Áo tất. Áo tất. Áo tất, đúng rồi, đúng rồi, áo tất, đúng rồi. Nhưng mà chị liên hệ luôn bộ tóc giả cho em được không? Chứ trời, em nói thiệt kìa, em khổ lắm. Em đổi cái này lên nó rất là ngứa và nó rất là đau luôn á. Còn nhức đầu lắm chị ơi. Phải có cái gì quấn lại á thì mới đỡ. Thì không quấn chứ. Thôi quá à, hai đứa. Thôi để sau sau đi chị, mình tính tiếp nha. Bây giờ mình hỏi thử xem này, lý do gì mà hai bạn mặc cái những cái bộ cổ phục của Việt Nam này để lên chương trình Vợ Chồng Son vậy?
Vợ con trả lời ạ. Vâng, thì là bọn con thì có một cái kênh TikTok ạ. Thì lần trước thì bọn con có mặc cái cổ phục này và đi quay clip. Thì con thấy là có rất nhiều bạn trẻ comment ở bên dưới là nhờ các anh chị mặc mà em biết đến Việt phục của Việt Nam. Và em cũng định là sẽ mặc trong lễ cưới. Thì con thấy là nó rất là ý nghĩa. Nên là con muốn là lần đầu tiên bọn con được lên sóng ở trên truyền hình. Thì con mặc để cho nhiều bạn trẻ giống như bọn con thấy là Việt phục nó cũng dễ mặc ấy ạ. Đấy thì các bạn ấy có thể là trang phục của người Việt Nam chánh cống. Vâng, đúng rồi. Còn từ cổ xưa ông bà mình đã coi là design rất là đẹp, từ màu sắc cho tới kiểu dáng rất là đẹp luôn. Con sao? Dạ. Con có tự tin và con thấy mình đẹp hơn, mình rất là gọi là đặc biệt á khi mà mình mặc cái áo tất này không? Vâng, con cũng thấy có, con mặc vào thấy đẹp hơn, đẹp trai hơn, tự tin đúng hơn. Đúng không? Tự tin ha, mà thấy rất là đứng đắn nè. Rất là một người đàn ông rất là lịch lãm, rất là đàng hoàng, rất là phải nói là công nhận không? Em công nhận đúng, không? Đúng. Mà phải nhìn từ cái đầu gối trở lên. Chứ nhìn xuống dưới thấy nó mặc bộ đồ này mà nó mang cái gì ba ta. Thôi nó đùa thôi chứ thật ra là nhìn hai bạn chơi bộ trang phục này, cái mình tự nhiên cái mình có một cái tinh thần tự tôn ở trong. Đúng rồi, tự tôn dân tộc của mình. Bởi vì đây là những cái trang phục của người Việt Nam. Đúng rồi. Chứ không phải là của cái quốc gia nào cả. Mình tự hào về điều đó nha. Rồi, và ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cũng như là hai đứa nói tiếng Bắc hết rồi, là tụi con sống ở Hà Nội à? Dạ, con ở Hà Nội ạ. Hả? Là bay vô đây. Vâng. Tụi con vô đây khi nào? Đêm qua là bọn con vừa đến lúc 1 giờ sáng ạ. Tụi con thích chương trình này không? Có, con rất là yêu thích chương trình ạ. Và con cũng xem rất là nhiều con số. Con đã đăng ký tham gia chương trình này từ bao lâu thì mới tham gia? Con là các bạn gửi thông tin cho con chắc là cũng tầm được hơn tháng rồi ạ. Thì bây giờ thì con tham gia. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình thế nào? Từng thành viên. Vâng, để con giới thiệu trước. Con tên là Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1997 và hiện tại con đang làm lập trình viên ở ngoài Hà Nội. Vâng. Nguyễn Quang Dũng. Vâng. Một cái tên nó rất là giống với rất một là ca sĩ luôn á. Không biết là mẹ con trước có mê anh Quang Dũng không ạ? Có. Mẹ con bảo là hồi đấy mẹ con đặt tên con theo ca sĩ Quang Dũng. Ồ vậy hả? Rồi vâng. khi mà con lớn lên rồi con có thích chú Quang Dũng hát không? Con thì con mới chỉ nghe một vài lần nhưng mà chắc là cũng có. Ừ, con cũng thích cái dòng nhạc đó đúng không? Tại vì cái cách của con cũng rất là Quang Dũng luôn á. Con rất là điềm đạm, rất là đỉnh đạt á. Và cũng đẹp trai giống như chú Dũng vậy đó. Rồi mời vợ Dũng. Dạ vâng, con chào cô chú ạ. Con tên là Nguyễn Ngọc Huyền. Con cũng sinh năm 97 ạ. Hôm nay mình lại vừa có nhạc trẻ vừa có cải lương nữa. Thế mẹ con có mê chị Ngọc Huyền không? Dạ, chắc là mẹ con cũng mê nhưng mà mẹ con không kể cho con ạ. Chắc là vậy đấy. Vâng. Rồi, thì con đang làm công việc gì? Hiện tại thì con đang làm sáng tạo nội dung cũng như là làm freelance, marketing freelance. Con cũng bằng tuổi với Dũng luôn. Dạ vâng, hai vợ con bằng tuổi nhau ạ. Vậy hai vợ chồng chắc là có một cái mối tình thanh mai trúc mã, quen nhau từ thời đi học đúng không? Vâng. Vợ con gặp nhau ở trường đại học ạ. Hồi năm nhất đại học. Năm thứ nhất đại học. Vâng. Thế tại sao lại một đứa cứ như con xéo ấy, xong rồi lại gặp một cái con bé gọi là trẻ trôi nước như thế mà lại yêu nhau là thế nào? Em kể. Sao vậy? Em kể đi. Nhau ở đâu? Vâng, lần đầu tiên bọn con gặp nhau thì bọn con gặp nhau ở sân bóng của trường đại học ạ. Thì đợt đấy là con tức là bọn con lên trường nhập học sớm. Thì con lên xong rồi con thấy kiểu buổi tối thì không có việc gì làm ấy. Thế thì con thì ở nhà thì cũng hay xem bóng đá với bố. Thế là con đi xuống sân bóng để ngồi xem bóng đá. Thế lúc mà con xuống thì là bạn này bạn đang đá bóng ở dưới. Thế nhưng mà nói thật là lúc đấy con chỉ xuống để mục đích là xem bóng đá chứ con cũng không biết là ai đá bóng trên sân. Thế sau khi mà các bạn ấy đá bóng xong thì có một thầy giáo là thầy phụ trách bọn con, thầy quản lý ký túc xá. Thế thầy ra thầy gặp mấy đứa con gái mà ngồi xem bóng đá ấy. Thì thầy bảo là thế mấy đứa cũng thích xem bóng đá à? Thì hay là để thầy tập hợp một đội bóng đá nữ cho các em đá bóng với nhau thì được không? Thì lúc đấy bọn con cũng thấy thú vị nên bọn con đồng ý luôn. Thế thầy bảo là thế nhưng mà con gái thì cũng không biết nhiều đá bóng, hay là để thầy cho các bạn nam làm huấn luyện viên. Thì là chính là các bạn này đang đá bóng trên sân. Thế con thấy thầy nói thế xong với bọn con, xong thầy ra nói gì đó với các bạn này. Thế một lúc sau thì chắc là chỉ tầm khoảng 3 đến 5 phút sau thôi thì tự nhiên con thấy có hai bạn nam lao về phía con. Xong rồi các bạn ấy đứng đấy, xong rồi hai bạn ấy bảo là hai bạn ấy, một trong hai bạn sẽ là huấn luyện viên của con. Thế lúc đấy thì kiểu con cũng không hiểu là tại sao tự nhiên bạn ấy lao về phía mình xong làm huấn luyện viên. Thế sau này thì con hỏi lại thì mới biết là lúc đấy thầy mới ra bảo với các bạn nam là đi bê quân phục hộ thầy, nếu mà chúng mày bê được quân phục hộ thầy thì thầy sẽ cho chúng mày hướng dẫn các bạn nữ. Tức là kiểu như là lao động không mất phí đấy ạ. Vâng. Mà trong hai bạn huấn luyện viên mà lao tới con đó, vâng, có bằng Dũng này không? Vâng có ạ. Cuối cùng ai là người huấn luyện con? Lúc đấy là có con với một thằng nữa là
là bạn thân của bọn con bây giờ. Ừ. À, thì lao đến thì xong cuối cùng con là người chiến thắng. Ủa, con làm gì để được chiến thắng và đây để con kể sâu hơn một tí. Hồi đấy là bọn con mới lên trường đại học thì trường con là có cái đi quân sự một tháng trước khi vào nhập học. Thì hôm đấy là kiểu đồng phục kiểu quân phục từ trường dạy trường quân đội trở về trường con thì thầy mới nhờ bọn con đến và bê cái đống quân phục đấy từ trên xe xuống. Thầy bảo là thằng nào mà bê nhanh nhất thì thầy sẽ cho ra chọn các bạn nữ đầu tiên. Còn ai mà chậm nhất thì sẽ là người chọn cuối cùng. Đấy, thì con thì chắc cũng chân dài hơn các bạn một tí, chạy nhanh hơn. Thì con là chạy đến trước, xong bạn kia đến sau con một tí thôi. Thế nhưng mà gần, sao gần... con lại lao phắn vào con bé này mà lại không phải là con bé khác? Đó. Vâng. Thì hồi đấy là, hôm đấy là vợ con là mặc quần áo thể thao mà là mặc đội bộ... đội mà con yêu thích là Barcelona. Tức là mặc, từ xa là con đã nhìn thấy là có một con bé mà mặc quần áo thể thao rồi. Là đã tia rồi đúng không? Nhưng mà con thấy cái gương mặt của cô này với dáng dấp của cổ là con có thấy xinh không? Con thấy hợp với mình không? Con vẫn luôn bảo vợ con là con thích vợ con từ cái nhìn đầu tiên. Cái lúc mà nhìn thấy là con cũng đã thích rồi, từ mặt này xong rồi đến kiểu dáng vóc con thích kiểu bé bé. Để con dễ bảo vệ đúng không? Xong lại còn mặc quần áo thể thao mà đội con mặc thích đúng nữa. Đúng cái đội con yêu thích nữa, thế là thôi xong. Rồi là có hai anh huấn luyện viên. Đúng không? Tại vì hai huấn luyện viên coi như là thiếu nhau. Cái này nhưng mà chân dài hơn, nó chạy gì nhanh hơn đằng kia. Cho nên là chiến thắng. Là chiến thắng là một kèm một. Dạ vâng. Ngoài kèm con ra thì chú hỏi nè. Dạ. Có kèm thêm cô gái nào không? Lúc đấy thì thật ra là con cũng chưa có quan tâm sâu như thế. Thì con không biết nhưng mà con đoán là hình như là kèm một mình con. Thế thì con vẫn nhớ là chồng con ra một cái là xin số điện thoại luôn. Thế là thầy chưa nói gì là xin số điện thoại luôn. Bảo là bây giờ làm huấn luyện viên thì phải có số điện thoại. Thế là lần đầu tiên con lưu số chồng con trong danh bạ là Dũng huấn luyện viên. Sau đấy thì bọn con có thêm hai lần nữa để xuống gọi là tập bóng đá với nhau đấy. Và sau hai lần thì đội bóng tan rã. Đội bóng nữ tan rã. Vâng, tại vì là thật ra là các bạn nữ lúc đấy xuống ngồi chơi vui thôi, nhưng mà đến lúc đi đá bóng thật thì thấy hơi mệt. Vâng, mệt lắm con ơi. Vâng. Đấy. Rồi, xong rồi có những đứa mà nó thích thật thì không nói. Giống như chị đi mà chị mà đá bóng thì chị sẽ thấy rất vô nghĩa, là bởi vì tại sao chị cứ phải tranh giành một cái trái bóng như vậy trong khi chị không có sức để chị chạy, em hiểu không? Rồi vô phước mà nó ngã xong rồi chầy chỗ mặt mày đó thì chết. Ai cũng suy nghĩ như chị thì làm gì, có đội bóng nữ vinh quang coi như là vô địch thì bởi vậy mới nói châu Á. Cho nên chị có bao giờ làm được vận động viên đâu, chị chỉ làm cổ vũ thôi đó. Rồi Dũng ơi, sau đó là có số điện thoại thì chắc có lẽ là đêm ngày nhắn tin cho nàng đúng không? Không, nếu mà thế thì hơi vồ vập, hồi đấy con cũng có chiến thuật lắm. Con chỉ tìm có số điện thoại, con chỉ tìm Facebook với cả kết bạn Zalo các thứ thôi. Thế xong rồi dần dần thì con mới tỏ tình, kiểu không, con mới nói chuyện dần dần kiểu cưa cẩm thôi chứ không phải là kiểu tán một cách trực tiếp đâu. Nhưng mà con biết là anh thích mình không? Thật ra là lúc đấy là con mới vào đại học thì mới chia tay một mối tình hồi cấp 3. Lúc lên đại học con nghĩ là không yêu ai hết, mình sẽ không yêu ai cả, lên đại học và học hành. Thế nên là lúc mà con lên ấy thì là trường con thì đặc thù là con học FPT thì là có rất nhiều nam nhưng mà ít nữ. Thế là lúc mà con lên thì cũng có rất nhiều bạn trai thì cũng thích thích, thế các bạn tán ấy, nhưng mà con thì dự định là không yêu ai mà. Thế nên là ai mà tiếp xúc với con mà theo kiểu là hơi tán tỉnh mà định là để yêu đương ấy thì là con tránh luôn. Thế riêng bạn này thì bạn ấy nhắn tin và theo kiểu như kiểu bạn bè thôi. Ví dụ mà đi chơi thì bạn ấy cũng sẽ không rủ con đi chơi riêng xong rồi cố gắng để gần gũi thân mật quá, mà bạn ấy sẽ đi chơi cùng với nhóm bạn của con hoặc là sẽ rủ con đi chơi chung với nhóm bạn của bạn ấy. Thế con lúc đấy con ngây thơ lắm, con tưởng là chắc là định kết bạn thật, chắc là không định tán tỉnh cơ cẩm gì mình đâu. Thế là con đồng ý chơi cùng, thế là con cũng nói chuyện và sau dần dần thì con cảm thấy là bạn ấy cũng thân thiện đáng yêu mà đặc biệt là vui tính ấy, con thích người vui tính. Thế nên là mình cũng không phòng hờ. Thế nhưng mà con vâng, đúng. Mỗi lần con nói chuyện với Dũng từng cái năm thì con có thấy mỏi cổ không? Có ạ. Chứ cô là cô cảm giác mỏi lắm ấy. Vâng. Thì cứ thế này. Con vừa phải đi khám thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà hồi đó là Dũng là có nghĩa là cái chiều cao của con với Dũng là vẫn lúc thế đó cho tới bây giờ là không thay đổi. Vâng, đúng rồi ạ. Thật ra thì chiều cao của con nó dừng thay đổi từ lớp 6 rồi ạ. Vâng. Vâng. Thôi rồi, đến khi nào thì con mới coi như là mượn một cái cơ hội để mà con bày tỏ cái tình cảm của mình cho Huyền. Thì con thì cái hồi đấy con cũng kiểu nói chung là thông qua nói chuyện thì con cũng biết là bạn ấy cũng mới chia tay một cái mối quan hệ. Nên là con nghĩ là chưa nên vồ vập lắm. Nói chung là sau cái ngày bọn con quen nhau thì phải tầm nửa năm sau thì con mới chính thức tỏ tình. Trong cái quá trình đấy thì con
tấn công nhưng mà như không tấn công. Tấn công mà như không tấn công là sao? Vâng. Kinh lắm. Vụ này con xin ui cái loài sinh năm 97 nó kinh lắm. Thằng Trê Phi cũng như vậy đấy, lúc nào cũng coi như mặt lúc nào cũng bơ ra mà coi như là thờ ơ với tất cả mọi thứ, coi như là tính toán hết đấy. Đúng rồi, nó tính hết đấy. Rồi sao con? Vụ này con xin phép được kể với con bị gài ạ. Thì đấy, tức con bị gài đúng không? Vâng. Thì lúc nãy con có kể với cô chú là bọn con đi học quân sự. Thế thì trong cái hôm đấy là ngày 20 tháng 10, thế con đang ngủ trưa, tức là giữa trưa, 12 giờ trưa, thì con nghe thấy tiếng loa gọi xuống là Nguyễn Ngọc Huyền, lớp trưởng lớp PC1117 đi xuống sân tập trung. Nếu như mà bạn không xuống thì cả phòng sẽ bị phạt. Thế con tưởng là con làm gì đấy, bị phạt. Thế con sợ quá con đi ra thì vừa thò đầu ra con thấy có một trái tim ở giữa sân trường. Thế là tất cả các bạn nam xếp thành một hình trái tim ở giữa sân trường. Thế là con bảo ơ, thế nào lại ai tỏ tính mình là con sợ con chạy luôn vào trong phòng. Thế xong lúc sau thì con thấy thầy giáo lên tận nơi. Thầy giáo lên, thầy giáo bảo là các bạn định tặng hoa cho em thôi, không có gì đâu thì em xuống đi. Thế xong các rồi, bạn là nhiều người hả? Vâng, đấy thì con nghĩ là các bạn nam định tặng hoa cho các bạn nữ. Thế là con xuống là nó xếp hình trái tim. Vâng. Đúng chắc rồi. Ông này đầu tiêu. Vâng. Ông này là kịch bản của ông này. Đấy ông lập trình mà. Là tỏ tình, là tỏ tình này chắc là tỏ tình tập thể. Đấy, nghe thì có vẻ thế ạ. Vâng. Thì lúc mà con xuống đến nơi ấy, thì con mới biết là đấy là chương trình tặng hoa, mang tiếng là chương trình tặng hoa 20 tháng 10. Và thầy giáo thì vẫn là cái thầy hôm trước mà lập đội bóng nam đấy ạ. Vâng, vẫn là thầy đấy. Thì thầy là bệ đỡ, gọi background của đúng ạ. Thầy hôm nay thầy, vâng, thầy sẽ rất hạnh phúc. Vâng. Đấy thì là thầy đã tổ chức ra cái buổi đấy và thầy bảo với các bạn nam là đầu tiên bây giờ thích đứa nào là đăng ký, thầy gọi xuống cho mà tặng hoa. Đó thì chồng con mới đăng ký luôn. Thế mà lúc mà gọi con xuống ấy thì với cái khung cảnh như thế thì ai cũng nghĩ con được tỏ tình. Cả trường nghĩ con được tỏ tình luôn. Thế là con đi xuống đến nơi thì chồng con lúc đấy tay cứ run run này. cầm cái bông hoa đúng không? Dạ vâng, cầm bông hoa tặng con, tay cứ run run này. Thế xong rồi đưa cho con bông hoa. Con nhận xong thì chồng con bảo là tớ thích cậu đấy nhưng mà tớ chưa tỏ tình đâu, nên là cậu đừng có sợ. À, thế là tỏ tình nhưng chưa tỏ tình. Vâng, thế là một mình con và bạn ấy biết là không phải tỏ tình, nhưng mà cả trường vẫn nghĩ là con được tỏ tình rồi. Thế lúc đấy thì người ta bảo là người ta không tỏ tình tặng hoa thôi thì mình không nhận thì nó cũng kỳ cục. Thế con đành phải nhận, thì khi con nhận thì mọi người nghĩ là con đồng ý. Vâng, thế là bạn ấy thấy con cầm một phát là bạn ấy ôm con luôn. Và bạn ấy vẫn run nha chú. Bạn ấy vẫn run run này này xong cả ôm. Trường có vỗ tay không? Vâng, cả trường hô cứ Quang Dung, Mông, 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 Mông. Tại vì biệt danh của chồng con là Mông. Thế xong rồi chồng con run run này thì con đẩy ra luôn. Con đẩy ra luôn. Thế xong rồi về sau hôm đấy thì là con có vài bạn nữa cũng kiểu cũng tấn công xong rồi nhắn tin này kia đấy. Thì tối hôm đấy thì các bạn tưởng là con vừa được tỏ tình. Thì các bạn nghĩ là đây là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu mà mình không tỏ tình thì bạn ấy sẽ yêu người khác mất. Thế là hôm đấy có đến 3-4 người đồng loạt tỏ tình với con. Thì tất nhiên là con từ chối hết tại vì con có định yêu đương gì đâu. Thế là còn lại một mình bạn ấy. Thế là cả trường thì nghĩ là bạn ấy thành công rồi, trong khi một mình con với bạn ấy biết là chưa yêu nhau. Thế là em một thấy cái sự gài của nó chưa? Thế là bạn ấy đã một mũi tên và bắn hết tất cả các con chim vệ tinh xung quanh. Bắn một loạt chim nhạn. Vâng. Thôi con ơi, con có một cái tư duy lập trình từ cái lúc mà con chưa làm cái nghề đấy con nhỏ. Sợ thật đi. Thực ra con nghĩ là lúc đấy mà nếu tỏ tình trước kiểu đông người như thế thì cái tỷ lệ fail nó rất cao. Nên là con cũng bảo luôn bạn là con thích thôi nhưng mà con chưa tỏ tình đâu. Đấy thế. Đấy. Thế. Là chơi liều. Vâng. Thực ra là những đứa kia nó tỏ tình là con từ chối ngay. Vâng, và liền. Con từ chối luôn ạ. Cuối cùng con lọt lại mình ông Dũng. Vâng. Quá hay thật. Một mũi tên bắn 5-6 ngàn, cả thậm chí cả chục ngàn luôn. Vâng. Quá hay luôn. Hôm đấy về thì chồng con bị bê lên trên confession của trường, bị chửi quá trời tại vì giữa trưa cô ạ, 12 giờ trưa gọi con gái nhà người ta xuống xong bắt loa ầm ầm lên. Thế là thành ra cả trường thay vì là chỉ có mỗi khóa con đi quân sự biết con được tỏ tình thì bây giờ cả trường biết. Con về đến trường không ai tán con nữa. Kinh chưa? Em thấy Dũng nó kinh hồn chưa? Sợ thật đấy. Quá tinh cường. Nhưng mà là thầy nói chung cũng phải cảm ơn thầy giáo. Vâng. Nhờ thầy mình mới được phát loa. Vâng. Mới có cơ hội chứ đúng không? Vâng. Hồi thầy vẫn ở công tác ở trường, bọn con vẫn gọi thầy là bố suốt kiểu trêu trêu vui vui. Rồi sau đó bao lâu thì mới như là có nhiều chính thức công khai luôn? Sau đấy thì chắc là phải tầm 5-6 tháng sau thì lúc mà về trường rồi thì nói chuyện nhiều hơn thì bạn ấy thấy là con bắt đầu thấy cũng xuôi xuôi ấy, thì lúc đấy bạn ấy mới tỏ tình với con. Thì đến lúc đấy thì con cũng kiểu quý mến bạn này rồi và lúc con cũng không còn sợ nữa. Là thiệt tỏ tình. Vâng. Vâng. Chứ không giống như là tỏ tình mà như không tỏ vâng. tình. Đấy thì đến cái hôm đấy thì bạn lại tỏ tình với một mình con thôi. Vâng. Có hoa rồi có đó. Nhẫn rồi có bánh kem hay gì không? Vâng. Trong mơ của tất cả các cô gái thì chắc là tỏ tình kiểu như thế á, nhưng mà không. Người yêu con hôm đấy thì rủ một bạn nữa cùng phòng, xong gọi con đi chơi. Thì con vẫn nghĩ như mọi khi là chồng con hay rủ các bạn đi chơi cùng. Thế ba đứa đi chơi thì thằng kia con thấy nó cứ đi lùi lùi ở phía sau. Thế xong rồi lúc bọn con đi lên đến trên sân thượng của cái ký túc xá thì thằng kia nó ra nó đứng canh cửa luôn. Thế con bảo là ơ sao nay đi chơi gì mà hệ kỳ cục vậy, kiểu lên chỗ riêng tư xong thằng ấy nói con lùi về đằng sau. Thế hóa ra là lúc đấy thì chồng con mới tỏ tình, bảo là tớ thích cậu ấy. Thì chồng con cũng bảo là chồng con không muốn là con
bối rối khi mà phải trả lời ở giữa cái chỗ đông người như thế. Nên là đến lúc mà tỏ tình thật thì chồng con tỏ tình ở chỗ mà chỉ có hai đứa. Lúc đó con trả lời lại sao? Vâng, thì con cũng đồng ý á. Tại vì chồng con bê con lên cái lan can ấy chú. Con sợ độ cao, chồng con bê lên trên lan can xong chồng con bảo là cậu không tự xuống được đâu, bây giờ cậu có đồng ý không? Tại vì đối với ông, ông bê một cái một mà. Vâng, đúng còn không? Con thì không trèo, đây con ngồi bây giờ con chưa chạm đến đất. Thế con không tự trèo xuống được. Nó không dám xuống. Tại vì bây giờ không đồng ý là không có cơ hội xuống. Đúng rồi. Vâng. Có mỗi một cái bạn kia thì bạn ấy đứng canh cổng ở tuốt xa rồi. Xong lúc đấy chính thức coi như là bọn con chính thức yêu nhau là thế thôi, không tặng nhẫn, không tặng hoa. Vâng. Rồi có tặng nụ hôn không hay như thế nào? Nụ hôn thì có là ngay tại lúc đó luôn. Vâng. Thực ra trước đấy là hồi đấy là con có làm con mới vào một câu lạc bộ ở trường, con đã làm một cái sự kiện mang tiếng là làm cho chị em, nhưng mà mục đích của con là làm tặng cho vợ con. Kiểu trước đấy là con cũng tìm hiểu hết những thứ mà vợ con thích. Tức là lúc đấy bọn con là chưa có yêu nhau, chưa nhận lời yêu nhau, thì con tìm hiểu những thứ mà vợ con thích trước, sau đấy thì con bê hết vào sự kiện đấy với một kiểu giống như là hin dành cho vợ. Đấy. Thế nên là lúc mà lên tỏ tình thì con cũng chả mang gì cả, con thích đánh úp. Đấy, con chỉ cứ thế và đi thôi, lên sân thượng thôi. Đấy, con cũng chỉ hỏi đấy. Nhưng mà con thấy là vợ con bật đèn xanh rồi nên là con mới mạnh mồm như thế. Rồi bây giờ các con là cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn con cưới nhau là được 2 năm. 2 năm. Có bé chưa? Bọn con chưa ạ. Chưa có bé đúng không? Thế thì có nghĩa là yêu nhau được mấy năm nhỉ? À, bọn con yêu nhau được 5 năm. 5 năm, thế cưới nhau 2 năm. Vâng. Coi như 7 năm rồi. Vâng. Ồ, thế là bây giờ là muốn con bé rồi. Đúng không? Em ơi chúc luôn đi. Em chúc đi. Hơi muốn. Đừng có để áp chót, chúc luôn đi. Đang Linh đây. Ừ. Nó đang thích rồi. Thì nó đang thích rồi. Thôi bây giờ chúc luôn. Hồng nhìn mấy mặc bộ đồ này chắc có lẽ là sẽ lên nghiệp lắm. Đấy, sẽ có sự chứng giám của các bề trên. Đúng rồi. Chúc cho hai con nghe. Dạ. Năm sau dạ. Sẽ có tin vui. Dạ. À, và cuối năm sẽ có một em bé tuyệt vời với gia đình hai đứa. Dạ, dạ. Con gái con trai? Con trai. Rồng vàng. Vâng, con cảm ơn cô chú. Con thích con trai hay con gái? Con nào con cũng thích. Thế à? Con thì sao? Con thì cũng thế ạ. Và con nhưng mà chú nghĩ là sẽ là con trai. Thế chắc bố mẹ con sẽ thích đấy ạ. Hay quá. Rồi bây giờ mình vào cái vụ kia đi chị. Ừ. Chú đã chúc rồi. Dạ. Chú có quyền yêu cầu lại. Vâng. Yêu cầu các con hãy khui thật xấu của đối phương. Ai trước? Em trước. Ok. Con chờ thấy khắc này lâu lắm rồi ạ. Chết rồi, nó cũng thù hằn với nhau từ kiếp nào ấy. Đây con nói đi. Thì thật ra là chồng con thì cũng là người dễ tính, đáng yêu. Khen đáng yêu không, có con kỳ. Đừng khen. Khen là lạc đề. Vâng, con xin lỗi ạ. Vì đáng yêu mới lấy chồng mà. Vâng, đúng không? Con xin lỗi ạ. Con quen miệng. Thì ở nhà thì sau khi mà lấy chồng xong thì con có cảm giác như kiểu con có thêm một người bố nữa. Chồng con hay cảm giảm lắm ạ. Vâng. Thì tức là thật ra thì con thì cũng hơi kiểu bừa bộn ấy. Đấy, thế nhưng mà chồng con thì cứ mỗi khi mà thấy con để đồ không đúng vị trí hay các thứ ấy, thì là chồng con hay nói. Hoặc là chồng con là một người rất là hay lên kế hoạch. Hay ví dụ mà đi đâu thì chồng con sẽ mang đầy đủ tất cả mọi thứ. Ví dụ như là kiểu đồ dùng cá nhân này, xong rồi thuốc thang hay các thứ thì chồng con mang rất là đầy đủ. Hay hôm nào mà chồng con bận mà con phải xếp vali chẳng hạn, thì chồng con sẽ kiểu nhắn liên tục là em ơi nhớ mang cái này nhá. Xong con cất vào vali rồi chồng con vẫn nhắn lại là em ơi em mang chưa, em nhớ cầm nhá. Thì cái này em không thiếu đâu. Đấy, thì chồng con cứ nhắc đi nhắc lại, thì kiểu chồng con hay cảm giảm ấy. Đấy. Hay cảm giảm. Vâng. Với lại một vấn đề không cần thiết lắm nhưng mà dặn đi dặn lại, nói rất nhiều. Vâng. Đấy. Vâng. Mà lại còn phân tích lý do tại sao lại phải cần cái món đồ đấy. Đúng quá chi tiết. Đúng ạ. Vâng. Tại vì thật ra thì con cũng hay cãi. Đấy thì chồng cứ sợ là nếu mà không nói kỹ chắc con cãi. Vâng. Thì đấy là cái đầu tiên. Còn cái tật xấu thứ hai, con không biết có phải tật xấu không, nhưng mà chồng con rất thích thể hiện tình cảm. Thì chồng con bình thường là ở nhà cũng thế thôi, rất là hay ôm bố ôm mẹ, hay là về cũng hay thơm ông bà. Thì với con cũng thế, thì chồng con cứ thơm miết, ở đâu cũng thơm, đi ra ngoài đường cũng thơm, đi đâu cũng phải nắm tay như kiểu sợ con lạc đi đâu mất. Không, thì cái đó không phải thật xấu đâu. Không, nhưng mà chú ơi, kiểu con thấy hơi ngại, nhất là ví dụ như là có bố mẹ ở đấy chẳng hạn, thì con cũng thơm luôn. Vâng. Có bố mẹ ở đấy chồng con kiểu cứ thơm trong thể hiện tình cảm, xong rồi nhiều lúc con phải nói riêng ấy, con bảo là anh ơi thôi đừng thể hiện tình cảm ở chỗ đông người, hoặc là có người lớn trẻ nhỏ thì anh phải tránh ra. Xong chồng con bảo là không, bố mẹ sẽ nghĩ là mình hạnh phúc không sao đâu em ạ. Nhưng mà còn... lúc mà không có người thì chồng có vâng, thể hiện tình ạ. Cảm về không? Còn vâng, kinh hơn. Vâng. Còn kinh hơn nữa em ạ. Tại vì chị sợ là gì nè, khi không có người thì lại không có thể hiện tình cảm. Vâng. Thì có người mà thể hiện tình cảm thì con hiểu chứ. Nhưng mà kiểu ngày thơm mấy bạn ấy ạ, cô tưởng tượng như kiểu mình trang điểm này, mình đã đánh son các thứ rất là xinh rồi, nhất định là phải thơm. Hoặc là tối đi ngủ mình đã dưỡng da các kiểu rồi, cứ thơm quanh mặt. Con không biết là các chị em khác kiểu dưỡng da xong làm nào mà có thể để cho chồng thơm được. Ủa Dũng, con làm gì con nghiện vợ
Con cũng không biết. Chồng con thích ơi, mấy có khi con... nào đang nói chuyện cái nó xin phép cô chú cho con thơm cái nhìn thấy không? Tức là may cho con sống ở cái thời đại này đấy. Chứ còn ngược về cái thời mà mặc áo tất với lại áo đúng á, gọi là Nhật Bình thế này thì có mà chết. hơi nguy hiểm ạ. Ừ, không mà chết. Nhưng mà chú lại thấy là cái dễ thương cũng không đến nỗi là thật sâu. Dễ thương con ạ. Kệ. Dễ thương. Ủa cô mình mà mình muốn thơm lúc nào mình thơm. Đúng không? À. Được. À, nói gì thôi chứ sướng lắm. Vâng, con biết. Mắt cái dạng ngời con ạ, long lanh lúng liếng con ạ, gớm. Kể tật nói, xấu mà không xấu. Nói ra đều thế thôi. Con không biết đấy là tật xấu hay là có phải xấu hay không. Thôi thì bây giờ xét vào không xấu con ạ, để nó giữ lại cái đấy nhá. Xấu như không xấu, giống như tỏ tình chứ không tỏ tình. Rồi tiếp tục nào, có gì? Vẫn còn gì nữa phải kể thêm. Con hết rồi, con chuẩn bị tận hai cái, con tưởng nhiều rồi. Cái gì đã thế là chồng con không có một cái gì xấu luôn á. Chồng con nói chung là kiểu bọn con cũng tính cách cũng thoải mái ấy. Đấy thì con có gọn gàng chỉ không hơi cái càm ràm thôi. Vâng. Nhưng mà có gọn gàng không? Cũng có ạ. Thế là không bừa bộn đúng không? Vâng. Về nhà cũng sao tự con thú hả? Gì con tự thú hả? Sao? Con định xin phát biểu. Đấy là con kể. À, anh đòi kể luôn ạ. Bây giờ con mong muốn chồng thay đổi được gì? Thay đổi thì con nghĩ chắc là không đâu. Kiểu bản thân con cảm thấy là có những cái cuộc sống của con sẽ thay đổi nếu như mà chính bản thân con thay đổi thôi. Chứ còn với những người xung quanh thì con nghĩ là nếu như mà người ta cảm thấy là nó là vấn đề thì lâu dần thì người ta sẽ sửa. Okay. Ví dụ như là con thấy con cũng có những cái tật xấu ấy thì con hay để ý chồng con, thì ví dụ chồng con không thích mà nói đến vài lần ấy thì con cũng sẽ chú ý hơn, thì sau thì con thấy con cũng sửa. Đấy, thế nên là cứ thế đúng không? Vâng, không thì con sợ. Thấy ổn rồi ạ. Cảm ràm như bố cũng được. Thế nhưng mà bạn có bị già trước tuổi không? À không, thật ra thì người hơi già dặn hơn thì có vẻ là con. Con hay kiểu tức là phụ nữ mình hay nhạy cảm thôi. Được rồi, để anh ấy khui. Thôi giờ tới con đó Dũng. À vâng. Vợ con thì nói chung là ngoài hơi bừa bộn một chút, như kiểu bạn ấy vừa kể, thì còn có một cái là hơi lười một chút nữa. Thích gọi là gì? Thích nói một từ hơi quá là hành hạ, nhưng mà trong mà kép hành hạ con. Hành hạ con sao con? Con kể đi. Anh cẩn thận nhá. Ví dụ như là hành hạ ở mặt là bạn ấy, ví dụ bạn lười, bọn con nằm trên một cái giường và cái công tắc điện ấy, nếu tối đi ngủ mà công tắc điện mà nằm ở bên phía bạn ấy thì bạn sẽ bằng mọi giá để bắt con để sang tắt cái công tắc điện đấy, mặc dù là bạn ấy có thể với tay lên hơi một tí để tắt rồi, nhưng mà không chịu, nhất định là phải bắt con tắt cho bằng được. Xong con bảo lý do là em nằm gần hơn thì em đi tắt đi, thì bạn sẽ lừa bạn lăn sang bên người con bên này để lúc đấy con sẽ thành gần hơn. Đúng. Đấy, thì con sẽ thì con sẽ là người đi tắt. Có sai con không? Ví dụ có. Cái ly nước ở đằng đó đó. Được. Khi nào bước qua cái anh ơi mang ly nước cho em. Vâng. Có không? Có, mặc dù là nếu mà người khác thì không bao giờ sai, người khác thì bạn ấy rất là tự lập, nhưng mà với con thì rất là ga lăng. Với con thì bạn ấy thích hành hạ con. Hành hạ con. Vâng. Chắc là cái mặt con lúc ấy đáng thương lắm cho nên là nó thích cái nét mặt đấy. Nhưng vâng. Mà cái lúc mà con làm trong cái sự hành hạ của cô ấy đó thì con có cảm ràm không? Có ạ, con cảm ràm chứ. Nhưng mà con không hiểu tại sao con vẫn phải đứng dậy đi làm. Vẫn đi làm nhưng mà vẫn cảm ràm. Vâng. Ừ. Con bảo là sao em lại sao em lười ấy nhỉ? Đấy. Ừ, sao em lại có thể như thế được? Anh chỉ tắt hộ em nốt lần này thôi. Tức là đúng không? Sao em có thể như thế được nhỉ? Bởi vì từ đây em chỉ cần thò cái tay ra, em tắt một tí thôi, sao em không làm mà em lại phải bắt anh từ đây, anh lại sang bên đây rồi anh làm đấy, đúng không? Vâng. Con nói như thế luôn. Nhưng mà con nghe những lời đó chắc con vui lắm không? Vâng, thì con thấy là miễn là mình đạt được mục đích là được. Thôi, tắt lần này. Với lại cũng liên quan đến cái chuyện mà con kiểu mấy cái tính xấu của con ấy, thì ngày xưa thì vì là con ở nhà con cũng kiểu như thế, thế nên là bố con nghĩ là con thì kiểu ở một mình thì được, chứ chắc là lấy chồng thì sẽ bị rất giả. Bố con luôn luôn nghĩ như thế. Mặc dù là đi đâu ra ngoài là bố con luôn tự hào khoe là ví dụ con gái tôi là kiểu tốt tính lắm này kia lắm, nhưng về nói riêng với con là sẽ bảo là thôi con ạ, con không lấy chồng ở đâu. Thế là cái hôm mà bọn con cưới nhau ấy thì là bố con là bộ đội, thì là bình thường là bố con cũng không có hay tâm linh hay là nhang khói gì đâu. Thế hôm đấy thì con lấy chồng xong rồi vừa mới đi ra khỏi cửa đi về thì con thấy mẹ con gửi cho con một cái clip. Thế bố con đang đứng ở trên bàn thờ xong rồi làm gì chắp tay thế này này. Thế rồi con kiểu con cũng không biết là thế nào, thì con chờ cưới xong thì tối về con hỏi là mẹ ơi thế bố làm gì trên bàn thờ mà cứ chắp tay thế này đấy. Thế xong mẹ con bảo là bố đang chắp tay để mong cho con đi lấy chồng không bị rất giả. Tại vì bố con nghĩ là nếu mà tính cách như thế thì chỉ có bố ở nhà mới chiều được thôi. Thế là bọn con lấy nhau phải một năm đầu ấy thì là bố con luôn luôn nghĩ là bọn con đang giấu,
tức là bọn con là không hạnh phúc, thế nhưng mà không dám kể với bố mẹ sợ bố mẹ thương. Bố con cứ lâu lâu lại gọi điện cho bà thông ra: alo bà, thế hai đứa nó có cãi nhau gì không? Tôi thấy về nhà là không cãi nhau, thế ở đấy có cãi nhau không? Thế mẹ con bảo không, thế bình thường. Thế bố con nghĩ là bà thông gia nói dối, bố con lại gọi cho ông thông gia: ông ơi, có thấy chúng nó cãi nhau không? Bố con cũng bảo là không có thấy gì đâu, nhưng bố con vẫn nhất định không tin. Bố con vẫn không tin. Thế về nhà lần nào mà bọn con về quê, bố con cũng kiểu soi xem bọn này nó có cãi nhau giấu ở đâu không, hay chúng nó có xích mích gì không. Vâng, thì phải đến hơn một năm lúc mà bọn con cưới nhau xong, và sau khi mà bọn con lập kênh TikTok thì kiểu con hay chia sẻ cuộc sống cá nhân của con lên thì bố con xem được ấy, thì bố con mới tin thực sự là à, hóa ra chúng nó sống hòa thuận được với nhau, hóa ra thằng này nó chịu được tính con gái mình. Đấy, thế là bây giờ đi đâu về bố con tự hào lắm, cứ bảo ôi kiểu rể, bố có hai thằng rể thì thằng nào cũng chịu được tính cách của con gái bố, kiểu thế. Bố hôm nay bố xem được chương trình này bố càng yên tâm hơn rồi. Bởi vì chương trình này là không bao giờ mà nó sai sự thật. Vâng. Đôi khi con còn thấy hơi chạnh lòng là ơ con gái bố cũng được đấy chứ, mà bố cứ nghĩ vậy. Rồi bây giờ tiếp đi con. Sao lại tiếp những cái gì nữa không? Còn cái gì nữa không? Ôi, sau này anh nhiều thế. Nhiều mà. Nói em. Có vợ con hơi quấy. Quấy. Bình thường con đi làm buổi sáng sẽ đi tầm 8-9 giờ gì đấy, xong rồi tầm 7 giờ tối thì về. Ăn cơm nước các thứ xong thì sẽ vào tầm với cả làm việc nữa, tầm 11 giờ đêm chẳng hạn, 11 12 giờ đêm. Thì lúc đấy khi mà bọn con bắt đầu lên giường ngủ rồi ấy, tắt điện rồi. Đấy xong cái quấy lần 1 ấy thì đến quấy lần 2 thì tắt điện rồi thì vợ con sẽ không cho con ngủ luôn. Mặc dù có hôm những hôm mà con rất mệt và con buồn ngủ lắm rồi. Mắt con díu lại rồi, nhưng vợ con không cho con ngủ luôn. Vợ con bảo là nếu bây giờ mà con đi ngủ luôn thì sẽ hết luôn một ngày không tương tác gì với nhau được mấy, tại vì vợ con thì làm ở nhà còn con thì làm trên công ty. Đấy, thế là vợ con sẽ không cho con ngủ luôn và sẽ bắt nằm nói chuyện, xong kể chuyện này chuyện kia, hôm nay anh lên công ty có gì vui không. Đấy, xong hôm nay em ở nhà thì có cái này cái kia. Đấy, em được ví dụ em được mẹ mua xoài mua dứa cho ăn đấy, kiểu thế. Tức là bằng mọi giá phải làm cho con tỉnh cái cơn ngủ đấy, sau đấy thì phải 2 giờ sáng con mới ngủ. Hôm nào có thấy buồn ngủ quá con sẽ rủ đi ăn đi chơi gì đấy, hoặc xuống nhà xem phim. Có ạ. Có hôm 11 giờ đêm bảo là anh ơi, em khát nước quá, mình đi ra sơi cổ cây đi. Mà lúc đấy bọn con đang nằm trên giường đắp chăn rồi nhá. Đi ra bắt trở đi ra sơi cổ cây mua nước, xong về rơi luôn cái ví. Riêng cái này con phải mong muốn đi con ạ. Riêng cái này con phải mong muốn đi, thành khẩn đi. Cái này do nó lúc mà tỏ tình nó bắt quăng nhỏ lên ban công. Đấy. Bây giờ nó hành lại đúng không? Nhưng mà thực ra thì con thấy thi thoảng thì cũng vui. Nói chung là bọn con thi thoảng đi con, ra chơi. Con dùng cái chữ thi thoảng là cô biết rồi. Cho nên thôi, con cứ nhân cơ hội này con mong muốn đi. Hết sức thành khẩn nhìn xoáy vào mắt vợ xong rồi nói đi. Em ơi, anh mà ngủ rồi là chúng ta một ngày không tương tác. Mất qua một ngày đấy. Mất một ngày. Thôi nhưng mà con thấy như thế cũng đúng đấy. Cũng được nhưng mà không đến nỗi phải đến 2 giờ sáng như thế. Rồi là đắp chăn rồi mà lại còn gớm. Ôi đúng mùa đông mà để đắp chăn rồi mà lại còn mặc quần áo đi ra xi cổ cây thì có mà chết. Mà mua có một chai nước đó. Thôi con không muốn thay đổi điều gì. Con nhìn nó thôi. Con nhìn thành khẩn vào. Chắc con mong muốn là không, con không nghĩ là thế vui hơn ấy. Quấy là vâng, quấy vẫn vui. Đấy, thế chúng tôi đã cho anh cơ hội rồi nhá. Thế mà anh không nắm bắt cơ hội của anh thì anh cứ chấp nhận thế nhá. Đêm nay anh về nè, anh ở Sài Gòn nè. Có thể là thức tới 5 sáng. Anh ơi, tranh thủ. Không, thực ra vợ con quấy tầm 1 tiếng thôi, nhưng mà sau đấy là con tỉnh ngủ rồi nên con không ngủ lại được nữa, chứ không phải là do vợ con quấy đến 2 giờ sáng. Đấy, thì con cứ bênh đi nhá. Bây giờ đấy con cứ tiếp tục như thế nhá. 2 giờ, 3 giờ. Thật ra nó không ngủ được thì nó sẽ hành động cái khác. Khi mà nó không ngủ được rồi thì nó sẽ hành động cái khác, hiểu không? Thành ra nó không muốn thay đổi, dễ sợ lắm. Có là chú hay nó cũng lại lập trình rồi. Đó là suy luận của chú nha. Rồi, tức là không mong muốn Huyền thay đổi điều gì hết, đúng không? Vâng. Có khi là có cơ hội đó nha. Anh vâng. Sợ bố xem chương trình đúng không? Không. Nói chung là bọn con kiểu cái tình yêu của con đi lên từ tình bạn ấy, nên là con thấy nó vui, với cả nó chắc là nó cũng bền chặt nên là. Thôi. Cứ như này thì sẽ con nghĩ là sẽ tốt hơn. Thôi bây giờ gì đi, trước khi tạm biệt chương trình. Hôm nay chắc có lẽ là bố mẹ hai bên coi được chương trình rất là vui, rất là hạnh phúc. Vâng. À, với lại là trong một bộ trang phục này chú muốn hai đứa nói một cái điều gì đó cho nhau. Thấy không? Bố mẹ hai bên cũng sẽ xem chương trình này và cũng sẽ vui thêm hơn nữa nhé. Rồi. Muốn nói gì nói, bày tỏ tình cảm đi. Cho em nói trước đi. Đứng lên nói đi, đứng lên nói. Em biết cho nó đẹp xem nào. Đứng lên nói. Đấy. Rồi con bé nó ngước đầu lên nè. Anh ơi, nắm tay.
Cảm ơn anh vì từ lúc mà anh bắt đầu tỏ tình với em cho đến lúc cưới và anh hứa là sẽ là một người chồng tốt thì đến nay anh vẫn làm được. Còn rất xin lỗi anh vì từ ngày đầu tiên đến giờ em vẫn hứa là em sẽ không làm một người vợ tốt nên là phải chịu thôi. Thì hôm nay cô chú cũng cho anh cơ hội rồi nhưng mà anh không bảo em thay đổi gì thì em cũng cảm ơn anh. Bố đang xem đấy, anh nói gì nói đi. Chẳng biết nói gì, cảm ơn em vì đã đến bên và chung sống cùng anh suốt 7 năm qua. Anh khóc hả? Tụi em rất là đáng yêu. Anh hy vọng còn cảm ơn cô chú. Cuộc sống của các em nó sẽ mỗi ngày nó sẽ vui hơn, vâng. Và đều có ý nghĩa hơn, và đặc biệt là sẽ thương yêu nhau nhiều hơn nữa. Và trong năm sau các em sẽ có thêm một cái tình yêu mới nữa, đó chính là tình yêu cho con của các em. Vâng. Rồi thôi con cứ mê vợ con đi thế nhá, cứ mê vợ như thế đi nhá. Vâng. Rồi. Ok, bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra quý và bốc thăm may mắn. Ok. Rồi.